Chào mọi người, mình là Angel và chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì sau 2 tuần mình ngụp lặng với quá trình deadlines thì cuối cùng mình cũng đã trở lại với một video mới. Và video ngày hôm nay sẽ là sự giống nhau và khác nhau giữa trường cấp 3 ở Việt Nam và ở Úc. Để thực hiện video này thì mình đã so sánh khoảng thời gian mà mình học lớp 10 ở trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, thành phố Hồ Chí Minh so với hiện tại là mình đang học Year 11 ở Glenanga International High School, bang Nam Úc. Và mình mong là những điều mình sắp nói sau đây sẽ có thể giúp các bạn biết thêm về cuộc sống của mình ở Úc, cũng như là mình sẽ giúp được các bạn mà đang có định hướng sẽ học cấp 3 ở Úc nha. Và bắt đầu thôi! Đầu tiên thì chắc các bạn nghĩ là làm sao mà trường học ở Việt Nam và Úc có thể giống nhau được, vì Việt Nam là một quốc gia ở châu Á, còn Úc thì lại theo hơi hướng phương Tây một chút, nên chắc chắn là hai nền giáo dục và hai cách giáo dục cũng rất là khác nhau, đúng không? Thật sự là hai nền giáo dục này có rất là nhiều điểm khác nhau, nhưng trong sự khác nhau đó mình vẫn có thể tìm được một số điểm giống nhau. Vậy bây giờ chúng ta hãy đến những điểm giống nhau nhé. Đến với điểm giống nhau đầu tiên thì mình nghĩ là dù là ở Úc hay ở Việt Nam thì đều sẽ có những môn học tương tự nhau, trải dài từ các môn tự nhiên như là toán, lý, hóa, sinh, hoặc là các môn xã hội như là văn, sử, địa, và các môn ngoại ngữ như là tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn gì gì đó vân vân. Và điều giống nhau thứ hai đó là ở Úc và ở Việt Nam đều có 4 kỳ học ở trong một năm. Thì nếu như ở Việt Nam tụi mình có giữa học kỳ 1, cuối học kỳ 1, giữa học kỳ 2 và cuối học kỳ 2, thì ở Úc sẽ có term 1, term 2 ở trong học kỳ 1 và term 3, term 4 ở trong học kỳ 2. Mình nghĩ là đó là tất cả những điểm giống nhau mà mình đã có thể nghĩ ra được. Nhưng mà nếu như bạn còn biết thêm những điều khác thì hãy comment ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì tụi mình sẽ đến với những điểm khác nhau. Điểm khác nhau đầu tiên mình nghĩ đó là về cấp lớp học. Thì ở Việt Nam cấp 3 sẽ gồm lớp 10, lớp 11 và lớp 12. Nhưng ở Úc thì cấp 3 thật sự không hẳn là cấp 3, sẽ bao gồm từ lớp 8, 9, lớp 10, lớp 11 và lớp 12. Sở dĩ mình nói là không hẳn được gọi là cấp 3 vì ở Úc thật ra chỉ có 2 cấp học, đó là primary school là trường tiểu học và high school là sau primary school. Thì ở primary school thì sẽ có từ reception là kiểu lớp dự bị hoặc là lớp lá như mọi người hay biết á, cho đến lớp 7. Và sau đó thì sẽ học high school là từ lớp 8 đến lớp 12. Riêng lớp 11 và lớp 12 thì sẽ được gọi là seniors years, kiểu như vậy, kiểu như là những năm cuối cấp. Còn Việt Nam thì gọi là cấp 3 tại vì tụi mình có cấp 1 là tiểu học nè, cấp 2 là trung học cơ sở và cấp 3 là trường trung học phổ thông. Điểm khác nhau thứ hai đó là khác nhau về giờ học. Nếu như ở trường Đại Nghĩa, một ngày học sẽ bắt đầu từ 7 giờ sáng cho đến khoảng 4 giờ 20 chiều, thì ở Glenanga là trường mình đang học ở Úc, sẽ bắt đầu từ 8 giờ 45 sáng cho đến 3 giờ 25 chiều. Sở dĩ có sự khác biệt này mình nghĩ là do sự khác nhau về số tiết trong một ngày. Nếu như ở trường Đại Nghĩa mình học 9 tiết một ngày, 5 tiết buổi sáng và 4 tiết buổi chiều, thì ở Úc mình học từ 4 đến 5 tiết một ngày. Mỗi tiết học sẽ không phải cố định 45 phút một tiết như là ở Việt Nam, mà sẽ khác nhau mỗi tiết học. Ví dụ như có tiết sẽ là 60 phút, có tiết là 65, 75, 85 không, 80 thôi. Và giờ mà có thời gian ít nhất đó là giờ sinh hoạt chủ nhiệm là khoảng 50 phút. Và đặc biệt là ở bên này sẽ không có giờ ngủ trưa, nên là sau khoảng 45 phút tụi mình ăn trưa thì tụi mình sẽ bắt đầu luôn tiết cuối cùng của ngày là 80 phút. Và ra về tới điểm khác nhau thứ ba đó là một năm học sẽ bắt đầu và những thời gian khác nhau. Nếu như ở Việt Nam thì một năm học tụi mình bắt đầu từ tháng 8 nè, cho đến mùa hè là tháng 5, đúng không? Thì ở bên Úc, một năm học sẽ bắt đầu từ tháng 1 cho đến tháng 12. Nghe có vẻ dài đúng không? Nghe có vẻ kiểu nguyên một năm từ tháng 1 đến tháng 12 luôn. Nhưng thật sự thì cũng
tính ra thì cũng bằng Việt Nam thôi. Tại vì tụi mình có 4 term học nè, thì mỗi term học là 10 tuần, thì sau 10 tuần tụi mình sẽ được nghỉ 2 tuần. Và tới term cuối cùng của năm học thì tụi mình sẽ được nghỉ 1 tháng rưỡi, là khoảng 6 tuần cho mùa hè. Cho nên đó là lý do tại sao mà một năm học của Úc có thể kéo dài từ tháng 1 cho đến tháng 12. Điểm khác nhau thứ tư, và mình nghĩ đây là điểm khác nhau thú vị nhất, đó là số lượng môn học. Nếu như ở Việt Nam thì tụi mình phải học hết 13 môn học và tụi mình không được chọn học môn này, bỏ chọn học môn kia, thì ở Úc các bạn được quyền làm điều đó. Tuy nhiên trong khoảng từ lớp 8 đến lớp 10 thì nó vẫn còn hơi khuôn khổ một chút. Đó là tụi mình phải học theo những môn học mà nhà trường yêu cầu. Nhưng khi lên lớp 11 và 12 thì các bạn sẽ được quyền chọn môn học mà các bạn muốn. Ở lớp 11 thì các bạn sẽ được chọn 5 môn học, còn ở lớp 12 thì sẽ được chọn 4 môn học. Các bạn vẫn phải đảm bảo là trong những môn học mà mình chọn sẽ có môn ngữ văn là English và Toán. Ngoài ra, 3 môn học còn lại hoặc là 2 môn học còn lại cho lớp 12 thì các bạn sẽ được chọn những môn học mà các bạn thích, các bạn muốn học, các bạn giỏi về nó, hoặc là những môn học mà sẽ hữu ích để các bạn đăng ký vào những trường đại học. Ngoài những bộ môn như là toán, lý, hóa, sinh gì đó, tức là ngoài 5 bộ môn mà tụi mình đã chọn, thì tụi mình phải làm thêm một vài dự án kiểu project về cộng đồng và xã hội vào những năm lớp 10, lớp 11 hoặc là lớp 12. Nhưng thường thì mọi người sẽ làm ở lớp 10 và lớp 11 để tập trung hết sức mình để có một năm lớp 12 thật là tốt. Vì ở Úc sẽ không có thi đại học như ở Việt Nam, mà sẽ lấy điểm của nguyên một năm lớp 12 để làm điểm nộp đại học, nên năm lớp 12 thật sự rất là quan trọng. Điểm khác nhau thứ năm đó là về vị trí lớp học. Nếu như ở Việt Nam thì tất cả các bạn học sinh trong cùng một lớp sẽ học tất cả các môn ở trong cùng một lớp học đó, thì ở bên Úc vì lý do bạn được chọn môn học nên là mỗi môn học sẽ di chuyển đến những phòng học khác nhau. Ví dụ như là môn toán thì sẽ đi đến phòng học toán, những môn khoa học thì sẽ đi đến những phòng thí nghiệm. Và vì vậy mỗi lớp học sẽ có những người bạn khác nhau. Chính vì vậy tụi mình sẽ có thêm nhiều cơ hội để mà làm quen với những người bạn mới ngoài lớp chủ nhiệm của mình, và sẽ có nhiều cơ hội để làm thực hành hơn vì các thiết bị luôn sẵn sàng ở đó khi tụi mình cần. Điểm khác nhau cuối cùng là sự khác nhau về độ tuổi trong cùng một khối lớp. Nếu như ở Việt Nam trong cùng một khối lớp 10 hoặc lớp 11 thì tất cả các bạn học sinh sẽ có gần như là có cùng một năm sinh với nhau, nhưng mà ở Úc thì sẽ có sự khác biệt chênh lệch khoảng 1 tuổi, 1 đến 2 tuổi cũng được. Lý do mà có sự khác biệt này đó là do một số bạn sẽ đi học sớm từ khi học tiểu học nè. Ví dụ như là 6 tuổi học lớp 1 thì 5 tuổi bạn đã đi học lớp 1 rồi. Hoặc là có những bạn học giỏi nên có thể skip luôn cả lớp 8. Cũng có một số bạn vì đi học trễ lớp 8, hoặc là do đi học trễ lớp 1, hoặc một số bạn international students vì chênh lệch cái thời gian học giữa các quốc gia nên là phải học lại một cái lớp, ví dụ như là học lại lớp 10 hoặc là phải học lại lớp 9 chẳng hạn như vậy. Ayo, đó là tất cả những điều mà mình biết được về sự giống nhau và khác nhau giữa trường cấp 3 ở Việt Nam và ở Úc. Mình mong là các bạn thích video này và những điều mình đã chia sẻ có thể giúp ích cho các bạn một chút xíu nào đó. Nếu như các bạn còn biết thêm về những điều nào khác thì hãy comment ở phía dưới cho mình biết nha. Và video ngày hôm nay cũng đã kết thúc. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Bye bye!